3:30 Thế giới giải trí, 3:45 Giai điệu bốn phương. Bây giờ mời quý vị và các em theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Hãy tưởng tượng khai sinh một chiếc tivi khiến mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo, bây giờ là 19:00. Chương trình hôm nay có sự góp mặt của các bé Anh Khôi, Quang Khải, Minh Luân, Thành Trúc, Minh Nhật, Phương Thảo, Đỗ Cảnh và Thanh Bình. Tất cả các bé đã có mặt sẵn sàng tham gia. Và người giới thiệu chương trình hôm nay là tôi. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình Chuyện Nhỏ. Chúc quý vị Chuyện Nhỏ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện. Chương trình này được sự tài trợ của nhãn hàng Nestle Milo. Hy vọng Chuyện Nhỏ sẽ mang lại nhiều niềm vui. Thưa quý vị và các bạn, và tất cả các bé đã có mặt trên màn hình sẵn sàng tham gia cùng với chúng ta. Chú Thanh Bạch xin chào các cháu. Giỏi lắm. Bây giờ chú Bạch xin mời các con hãy có đôi lời tự giới thiệu về bản thân mình, nói về sở thích, ước mơ, từng bé tương tự với nhau nha. Xin mời bé đầu tiên. Con tên là Phạm Nguyễn Anh Khôi, năm nay con 8 tuổi, con còn 2 tuổi rưỡi. Sở thích của con là ăn hamburger, khoai tây chiên, ăn xúc xích. Ước mơ sau này của con sẽ trở thành cảnh sát để đi bắt tội phạm. Con tên là Huỳnh Quang Khải, hôm nay con 7 tuổi, sở thích của con là xem tivi, xem màn hình, chơi game và đọc truyện tranh. Mai mốt con lớn lên, con sẽ làm một nhà khoa học, chế tạo ra đồ dùng cho người ta dùng. Con tên là Nguyễn Minh Lân, năm nay con 8 tuổi, sở thích của con là xem phim, đọc truyện, chơi game. Lớn lên con muốn làm kỹ sư điện lực để sửa chữa điện cho mọi người. Con tên là Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là xem chương trình vận động trường. Những người bạn nhỏ, con ghét nhất là học môn toán vì môn toán làm cho con tính toán nhức đầu. Con thích nhất là học môn anh văn để giao tiếp với người nước ngoài. Ước mơ của con sau này sẽ làm ca sĩ. Con tên là Giang Lý Minh Nhật, năm nay con 7 tuổi. Sở thích của con là đọc truyện tranh, xem tivi, chơi vi tính, hay là chơi bóng đá. Ước mơ sau này của con là kỹ sư điện tử để cho mọi người dùng. Con tên này là Phương Thảo, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là xem tivi, đọc truyện tranh, hát, vẽ. Ước mơ sau này của con sẽ trở thành cô giáo để dạy học cho các bạn nghèo. Con tên là Nguyễn Hữu Cảnh, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là đọc truyện Doraemon, xem phim hoạt hình, chơi điện tử. Ước mơ sau này của con sẽ làm cảnh sát giao thông để kiếm tiền nuôi ba mẹ hay là bạn của con. Con tên là Sông Nguyễn Nam Bình, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con thích nhất là con ngựa, sư tử. Con ghét nhất là con gián, tại vì nó hơi hám và bẩn thỉu. Ước mơ sau này con sẽ trở thành kỹ sư xây dựng để xây nhà cho mọi người ở. Chúng ta vừa đến với phần tự giới thiệu của các bé. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. Thưa quý vị, Chuyện Nhỏ đến dự thi, các thí sinh rất đa dạng và phong phú. Và hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ba nghệ sĩ của bộ môn nghệ thuật cải lương. Thưa quý vị, đầu tiên xin mời quý vị đến phần tự giới thiệu của nghệ sĩ Kim Tử Long. Xin mời bạn. Tôi tên là Kim Tử Long. Hôm nay tôi đến với chương trình Chuyện Nhỏ cuối tuần, mong rằng sẽ được tất cả quý vị khán giả ở khán phòng phim trường ngày hôm nay và quý vị khán giả đang xem đài truyền hình cổ vũ cho tôi. Và mục đích của tôi đến đây là chơi là phụ mà thắng mới là chính. Một lần nữa mong rằng tất cả quý vị và các bạn hãy cho ba thí sinh chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn. Kim Tử Long thân mến, hiện nay thì bạn có mấy bé rồi ạ? Bao nhiêu tuổi ạ? Hiện thời thì Kim Long có hai cháu bé. Một bé 6 tuổi và một bé 4 tuổi. 6 tuổi cũng gần gần với tuổi Chuyện Nhỏ rồi đúng không? Các bé ở nhà có hay xem chương trình Chuyện Nhỏ không ạ? Rất là thích xem Chuyện Nhỏ. Và Kim Tử Long thì ở nhà thường có xem Chuyện Nhỏ. Và đoán thì
đón chơi thì trúng mà không biết bữa nay đóng thiệt có trúng không. Hy vọng bạn sẽ may mắn. Dạ. Chúng ta cùng tiếp tục gặp gỡ với thành viên thứ hai, xin mời nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Dạ, Thanh Kim Huệ thì rất là vui hôm nay tham dự chương trình này. Thì để qua đây cũng tìm hiểu bị gì thế giới trẻ thơ cũng thấy rất là vui. Thì mong rằng là khán giả sẽ cổ vũ cho ba người nghệ sĩ chúng tôi. Vâng, hình như chị Thanh Kim Huệ hát thì rất là tự tin. Bao nhiêu năm trên sân khấu nhưng lần này chị có vẻ rất hồi hộp đúng không ạ? Hồi hộp. Tại sao? Bởi vì không biết bé nó nói sao. Đúng rồi, còn hỏi sự may mắn nữa. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với thành viên thứ ba. Xin mời bạn Ngân Tuấn. Tôi tên là Ngân Tuấn, xin kính chào quý vị khán giả cùng MC dễ thương Thanh Bạch. Hôm nay tôi tham gia trò chơi chuyện nhỏ, nếu hiểu các em thì chuyện nhỏ, nếu không hiểu các em thì chuyện lớn vô cùng. Xin cảm ơn phần giới thiệu rất ấn tượng trong chương trình. Và bây giờ phần 1 của chương trình chuyện nhỏ xin được phép bắt đầu. Xin chớ quên một tràng pháo tay. Quý vị các bạn thân mến, và ba thí sinh của chúng ta sẽ có cơ hội nghe một câu hỏi và đoán xem đa số các bé trả lời như thế nào. Câu hỏi vòng 1 như sau. Theo anh chị các bé có biết trong 3 cây kim trên đồng hồ, cây kim chỉ giờ là ngắn nhất hay không? Đa số các bé sẽ trả lời là có hay không? Xin mời anh Kim Tử Long. À, theo Long thì các bé sẽ nói là có. Chị Thanh Kim Huệ nghĩ thế nào? À, Thanh Kim Huệ cũng nghĩ là các cháu sẽ hiểu là có. Và anh Ngân Tuấn nghĩ sao ạ? Thì Tuấn cũng nghĩ là các cháu sẽ nói là có. Khi được hỏi các bé có biết trong 3 cây kim trên đồng hồ thì kim chỉ giờ là ngắn nhất hay không, đa số các bé trả lời là có. Chúc mừng. Xin lưu ý, 3 thí sinh có nghĩa là đa số trả lời có, nhưng vẫn có một thiểu số trả lời là không. Cho nên tìm cách trùng khớp ý với bé, hãy thật cẩn thận. Và bây giờ sự lựa chọn đầu tiên, xin mời Kim Tử Long. À, Long xin được chọn bé Thanh Trúc. Thanh Trúc hãy cho biết một ngày, đố con có bao nhiêu giờ? Thưa chú Thanh Bạch, một ngày có 24 giờ, vì con đọc trên báo con biết. Kim Tử Long nghĩ thế nào, bé Thanh Trúc có biết là trong 3 cái kim trên đồng hồ thì kim nào ngắn nhất không ạ? Kim Tử Long nghĩ Thanh Trúc sẽ nói là kim ngắn nhất sẽ chỉ giờ. Cho nên đáp án của bé là? Có. Có. Thanh Trúc ơi, 3 cái kim đồng hồ, kim nào ngắn nhất? Thưa chú Thanh Bạch, trong 3 cây kim đồng hồ, cây kim giờ là cây kim ngắn nhất. Bởi vì người ta cho mình phân biệt cây kim này là cây kim giờ, kim phút, kim giây. Bé Thanh Trúc giỏi quá, trường chúc mừng Kim Tử Long trùng khớp với bé. Yeah. Tiếp tục bằng Kim Tử Long sẽ là phần lựa chọn của chị Thanh Kim Huệ. Thôi bây giờ chọn nữ thì thôi chọn nữ đi, bé Phương Thảo. Câu hỏi của Phương Thảo như sau. Theo Phương Thảo, nếu một ngày không có đồng hồ thì sẽ như thế nào? Dạ thưa chú Thanh Bạch, nếu một ngày chúng ta không có đồng hồ thì chúng ta sẽ ngủ quên và không đi học được. Bé Phương Thảo có cho biết là trong 3 cái kim đồng hồ, cái kim nào ngắn nhất không ạ? Bé trả lời là có hay không ạ? Ừ, theo Thanh Huệ nghĩ là bé sẽ trả lời là có. Phương Thảo ơi, trong 3 cái kim đồng hồ, cây kim nào ngắn nhất? Dạ thưa chú, con không có để ý cho nên con không biết. Chưa trùng khớp với bé. Không để ý làm sao biết được đúng không? Xin mời Hoàng Ngân Tuấn lựa chọn. À, phiên Ngân Tuấn thì Tuấn sẽ chọn bé Anh Khôi. Câu hỏi cho anh Khôi như sau. Hãy cho biết trong 3 kim đồng hồ, kim nào chạy nhanh nhất? Dạ thưa chú, trong 3 kim đồng hồ, cây kim dây chạy nhanh nhất. Vì con nghe trên tivi người ta nói. Chú Bạch hỏi, vậy thì chú Ngân Tuấn đoán xem là bé Anh Khôi cho rằng 3 cây kim thì cây kim nhất có đúng không? Theo Tuấn thì bé Anh Khôi sẽ trả lời là không. Anh Khôi ơi, 3 cây kim đồng hồ, kim nào ngắn nhất? Dạ thưa chú, trong 3 cây kim, cây kim ngắn nhất là cây kim giờ. Bởi vì ngắn nhất cây kim giờ, bởi vì con đã thấy trong đồng hồ cây kim giờ nó ngắn nhất. Bởi vậy cho nên chú Ngân Tuấn chưa trùng khớp với bé. Mời có hội có thiền không buồn chị Huệ nha. Xin mời Kim Tử Long tiếp tục lựa chọn.
Hữu Cảnh, Thanh Bình. Hai bé Hữu Cảnh, Thanh Bình. Hai con hãy kể những lợi ích của đồng hồ mà con biết cho mọi người nghe nha. Thưa chú, lợi ích của đồng hồ là để xem giờ và xem phút, để làm việc, ăn, ngủ, đi học và làm việc. Bà nghĩ thế nào ạ? Bé có biết là ba cái kim đồng hồ thì kim giờ là ngắn nhất không ạ? Theo Long thì chắc có. Thử xem có trùng khớp ý với bé. Ba cái kim đồng hồ, kim nào ngắn nhất vậy Thanh Bình và Hữu Cảnh? À, thưa chú, kim giờ là kim ngắn nhất, kim phút là kim dài. Chúc mừng trùng khớp ý với bé. Tiếp tục sự lựa chọn của chị Thanh Kim Huệ. Và chọn bé Minh Luân. Bé Minh Luân. Câu hỏi dành cho Minh Luân như sau. Con hãy cho biết một phút bằng bao nhiêu giây? Dạ thưa chú, một phút bằng 60 giây. Vậy thì theo chị Huệ, bé có biết là ba cái kim đồng hồ, cái kim giờ là ngắn nhất không? Bé trả lời là có hay không ạ? Thì Huệ nghĩ rằng cháu sẽ nói có. Minh Luân ơi, ba cái kim đồng hồ, kim nào ngắn nhất? Vậy thưa chú, con không biết, con chỉ coi đồng hồ điện tử. Một phút bằng bao nhiêu giây là chuyện khác, còn kim nào ngắn nhất là một chuyện không giống như vậy. Tiếp tục xin mời bạn Ngân Tuấn. À, Ngân Tuấn sẽ chọn bé Minh Nhật. Tại vì nãy bé Minh Nhật giới thiệu là thích bóng đá, thì Tuấn cũng thích bóng đá nên chọn bé Minh Nhật. Biết đâu có sự trùng khớp. Câu hỏi dành cho bé Nhật như sau. Theo con, trong các loại đồng hồ nào chính xác nhất? Dạ thưa chú Thanh Bạch, con nghĩ là đồng hồ đeo tay là chính xác nhất, bởi vì người ta thường chỉnh. Bé có biết trong ba cái kim đồng hồ, cái kim giờ là ngắn nhất không? Theo Tuấn thì bé Minh Nhật sẽ trả lời là có. Bạn nói to nhưng mà bạn tự tin được bao nhiêu phần trăm? Chắc đồng ý nhau á. Có luôn. 100%. 100%. Minh Nhật ơi, ba cái kim đồng hồ, kim nào ngắn nhất? Dạ thưa chú Thanh Bạch, con nghĩ là kim chỉ giờ ngắn nhất, bởi vì nó đi chậm. Chúc mừng trùng khớp với bé. Phần lựa chọn của Ngân Tuấn đã kết thúc phần 1. Thưa quý vị, kết quả số điểm của ba thí sinh sau vòng thi này như sau. Kim Tử Long 50 điểm. Chúc mừng. Chị Thanh Kim Huệ đúng được câu đa số đầu tiên 10 điểm. Và Ngân Tuấn nhờ trùng khớp thêm câu cuối được 30 điểm. Xin cảm ơn quý vị đã đến với vòng 1. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, trong vòng 2, ba thí sinh của chúng ta vẫn có một câu hỏi đa số và xem các bé có biết hay không về vấn đề như sau. Theo anh chị, các bé có cho rằng đi bơi có thể thay cho tắm được không? Xin nhắc lại. Theo anh chị, các bé có cho rằng đi bơi thì có thể thay cho tắm được không? Đa số các bé sẽ trả lời là có hay là không. Xin mời chị Thanh Kim Huệ. Thanh Kim Huệ nghĩ là không. Tại sao ạ? Tại vì bơi khác, tắm khác. Bơi thì để cho thể thao thôi, còn tắm thì kỳ cọ cho nó sạch. Thì mình nghĩ vậy, không biết các cháu nghĩ sao. Xin mời bạn Ngân Tuấn. À, theo Tuấn nghĩ thì các bé sẽ trả lời là có. Và cuối cùng là Kim Tử Long nghĩ thế nào? Theo Kim Tử Long thì các bé sẽ nói là không. Giống như Thanh Kim Hoài. Thưa quý vị, khi được hỏi các bé có cho rằng đi bơi có thể thay cho tắm được không, đa số các bé trả lời là không. Chúc mừng Thanh Kim Huệ và Kim Tử Long. Và bây giờ là sự lựa chọn. Xin mời chị Thanh Kim Huệ hãy chọn cho mình bé nào cảm thấy dễ trùng khớp ý. Bé Quang Khải. Bé Quang Khải. Câu hỏi dành cho Quang Khải gợi ý như sau. Quang Khải thường đi bơi bao lâu một lần? Dạ thưa chú, con thường đi bơi một ngày một tuần, ngày thứ năm. Hãy cho biết bé Quang Khải có cho rằng đi bơi có thể thay thế cho tắm được không? Theo Huệ nghĩ thì bé sẽ trả lời là không. Quang Khải ơi, đi bơi có thể thay cho tắm được không? Dạ thưa chú, đi bơi không thể thay thế cho tắm được. Tại vì
Nếu tắm xong mình phải tắm lại nước ngọt. Đúng rồi, trùng khớp với đi bé. Yeah. Tiếp tục, bây giờ là sự lựa chọn của bạn Ngân Tuấn. À, Ngân Tuấn sẽ chọn bé Minh Nhật. Bé Minh Nhật. Câu hỏi cho Minh Nhật như sau: theo con đi bơi có những lợi ích gì? Dạ, chú Thanh Bạch, đi bơi giúp cho mình cao, khỏe, con xin hết. Ngắn gọn, bạn cho biết. Thế thì bé Minh Nhật có cho rằng đi bơi có thể thay thế tắm được không ạ? Ừ, theo Tuấn nghĩ thì bé Minh Nhật biết đi bơi để có thêm chiều cao thì Tuấn sẽ chọn bé Minh Nhật sẽ trả lời là không. Minh Nhật ơi, đi bơi có thể thay cho tắm được không? Dạ, thưa chú Thanh Bạch, theo con nghĩ thì đi bơi được thay được đi tắm, bởi vì bơi với tắm không khác nhau lắm. Chưa trùng khớp đi với bé. Kim Tử Long lựa chọn. À, Long xin được chọn cô bé Thanh Trúc. Bé Thanh Trúc. Thanh Trúc ơi, có rất nhiều kiểu bơi khác nhau đúng không nè? Thế thì Thanh Trúc cho mọi người biết là con thích kiểu bơi nào nhất? Thưa chú Hâm Bạch, con thích nhất là kiểu bơi bướm, bởi vì nó làm cho con giống con bướm. Ở Kim Tử Long nghĩ thế nào nha? Bé có cho rằng đi bơi có thể thay thế được cho tắm không ạ? À, theo Long nghĩ chắc có lẽ là Thanh Trúc sẽ nói là không. Thanh Trúc ơi, đi bơi có thể thay cho tắm được không? Dạ thôi chú, mình đi bơi không thể thay thế cho buổi tắm được. Vậy nếu mình bơi xong rồi mình sẽ rít, mình phải tắm lại nước ngọt. Kim Tử Long trùng khớp ý với bé. Và bây giờ là xin mời chị Thanh Kim Huệ tiếp tục lựa chọn. Và chọn bé Minh Luân. Bé Minh Luân. Câu hỏi gợi ý cho Minh Luân như sau: con hãy kể các kiểu bơi mà con biết. Dạ thưa chú, các kiểu bơi mà con biết là bơi sải, bơi ếch, bơi chó và bơi bướm. Chị hãy cho biết bé có cho rằng đi bơi có thể thay cho tắm được không? Thì giờ ngoài nghĩ là có. Minh Luân ơi, đi bơi có thể thay cho tắm được không? Dạ thưa chú, đi bơi không thể thay thế cho tắm được. Bởi vì đi bơi giúp con người khỏe hơn, mạnh hơn. Còn tắm giúp để giúp cho con người sạch hơn. Chưa trùng khớp đi về về. Tiếp tục, Ngân Tuấn. À, Ngân Tuấn sẽ chọn hai bé Hữu Cảnh và Thanh Bình. Hai bé Hữu Cảnh, Thanh Bình. Câu hỏi gợi ý như sau: theo hai con, tắm có lợi ích gì? Dạ thưa chú, tắm để cho sạch sẽ thân người, không cho vi trùng xâm nhập cơ thể. Thế thì thế nào nha? Bé có cho rằng đi bơi có thể thay cho tắm được không? À, theo Ngân Tuấn thì bé sẽ trả lời là không. Hữu Cảnh, Thanh Bình hãy cho biết là đi bơi có thể thay cho tắm được không? Thưa chú, đi bơi không thể thay thế cho tắm được. Tại vì mình tắm xong, khi mình mặc đồ vô vi trùng vẫn còn bám vào người. Nếu mình không tắm, vi trùng sẽ còn bám vào người mình lấy bệnh. Chúc mừng trùng khớp đấy bé. Trở lại sự lựa chọn của Kim Tử Long. Bé Anh Khôi. Bé Anh Khôi. Câu hỏi dành cho anh Khôi như sau: anh Khôi có thích đi bơi hay không? Dạ thưa chú, con rất thích đi bơi vì nó tốt cho sức khỏe và tăng chiều cao. Nghĩ thế nào với câu hỏi là bé có thể